Chào tất cả mọi người, mình chỉ phần mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách tạo cái bức họa. Bức họa này, là họa đầu tiên nhá, nhìn rất là dịch luôn. Và bây giờ thì mình cũng bắt đầu tạo cái bức họa này mọi người. Ok, rồi thôi. Rồi thì mình sẽ tạo cái phần tất cả mình sẽ làm màu đa nhé. Tiếp theo thì mình sẽ tô phân lạ này nha mọi người. Đây. Ok, tiếp theo thì mình sẽ tô màu tìm cho phần thân dưỡng lắm nha mọi người. Ok. Ok. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu và cho phần lại nha mọi người. Ok, vậy thôi. Tiếp theo thì mình sẽ tô phần này. Và như vậy là mình đã hoàn tất xong cái bông hoa đầu tiên rồi nhé. Đây, có phần lại là màu xanh, phần trong này là màu vàng và màu tím, nhìn rất là dễ thương luôn. Mình xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, nhớ like, subscribe để ủng hộ nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tạm biệt nhé. Bye mọi người.